bụng chưa? Giờ này rất là đói bụng mọi người ơi. Mình đói bụng lắm rồi, không biết không, giờ này không có gì ăn hết. Đi ra tìm cái gì ăn cái nấy. Căn nhà này là cái này không phải là căn nhà nha mọi người, cái lầu cao ốc mà lúc trước là người ta làm ngân hàng, bây giờ ngân hàng công thương lỗ vốn rồi, bây giờ bỏ đóng cửa để không. Mọi người xem, ở Đài Loan rất là nhiều xe, mỗi một nhà có khi có nhà 2-3 chiếc xe, không có chỗ nào. Tết đến là một cái là xe nhà ai trước cửa nhà người nào người nói đậu lơi khơi là bị công an lôi xe đi, là đi phạt là 1.800 tiền Đài Loan. Giờ này trên đường không còn ai bán cái gì ăn hết, đói bụng muốn gần chết, trời lạnh nó dễ đói bụng quá. Không còn cái gì ăn hết, người ta bán hết trơn rồi, không ăn mì nữa, ăn mì rồi thì nó ngán gần chết.
不用剪，谢谢。钱分了，谢谢。我们现在鸡排要涨价，啊是，哎，没关系，没关系，啊，下次就是55。啊好，谢谢你啊，谢谢。